Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của Khoa ha. Thì bây giờ đã bước sang tháng 7 âm lịch rồi. Đây là cái tháng mà rất là nhiều người hay đi chùa và ăn chay để mà cho tâm được bình an. Mình thì cũng mới vừa đi chùa vào lúc sáng nay. Và hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn rất là đặc biệt. Mình sẽ sử dụng cà gai leo để mà mình nấu trà, bí đỏ để mà mình chiên bột và khoai lang để mà mình nướng nha. Ok, các bạn theo dõi nha. Đây, các bạn có thể thấy trên màn hình ha. Đây là khoai lang, đây là bí. Mấy cái thứ này là mình mua ở ngoài chợ nha. Còn đây là cái bột chiên để mà lát nữa mình pha miếng nước á. Xong rồi mình cắt bí này ra, mình trộn lên để mà mình chiên ha. Rồi, tiếp theo đó là... Đây, các bạn có thấy... nghe không? Đây là trà gai leo. Ở trong đây không chỉ là cà gai leo đâu nha, mà nó còn thêm một số cái thảo mộc khác để cho mình dễ uống nữa. Cái này là mình đã phơi khô và mình đã trộn chung với lại một số thứ thuốc bắc mà mình mua ngoài tiệm nữa. Còn đây là than mà lát nữa mình sẽ nhúm lên mình nướng khoai nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đây. Mình sẽ xếp cái đống gạch này để lấy cái chậu để lát mình nướng ha. Xếp theo cái hình vòng tròn nha các bạn, để lát nữa mình dễ xếp than lên mình nướng. Rồi, mình đã xếp xong được cái bếp than. Các bạn có thể thấy ở ngoài sau mình ha. Bây giờ mình sẽ nhóm cái bếp cồn lên để mà mình nấu trà cà gai leo. Trà cà gai leo nha các bạn. Đây, đây là cái bếp cồn của mình. Bây giờ mình sẽ cầm cái bếp cồn để qua đây, để kế bên cái nướng luôn. Mở ra, sau đó lấy cục cồn. Rồi bỏ cục cồn này vô trong đây. Mình sẽ mở ra và lấy hết ruột ở trong đây ra nha các bạn. Mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ nhỏ như thế này để lát nữa mình chiên cho dễ nha các bạn. Cái này đã sôi rồi. Nước đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho một ít trà cà gai leo vô trong ly ha. Đó. Cái trà cà gai leo này đó, nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan, rất là tiện lợi ha các bạn ha. Và nó còn giúp cho tinh thần mình sảng khoái, dễ ngủ nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái củ khoai này vô mình nướng ha. Than nó đã lừng hết trơn rồi. Nóng quá. Rồi mình sẽ bỏ mấy củ khoai lên nha. Trong khoảng thời gian để cho khoai chín, mình sẽ lấy bí này, mình trộn với bột rồi mình đem chiên. Mình sẽ bỏ bột vô đây để mà mình lăn bột bí này nha. Bột này là bột chiên giòn nha các bạn. Đó, rồi. Sẽ cho một ít nước vào đây. Ít thôi, sau đó mình sẽ quậy lên. Sẽ quậy đều bột lên. Rồi, mình nghĩ vậy là chắc được rồi ha. Rồi, tiếp theo là cái món bí chiên giòn nha các bạn. Đây, lửa có sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ để cho chảo nó nóng lên xíu. Mình sẽ chế dầu này vào. Rồi, để cho dầu nó hơi nóng một tí nha các bạn. Chế nhiều nhiều vô nè. Để lát nữa mình chiên cho nó đã. Rồi bây giờ chảo đã nóng, dầu cũng đã nóng rồi. Bây giờ mình sẽ lăn bột cái miếng bí này rồi mình sẽ bỏ lên ha. Nè các bạn sẽ nghe cái tiếng xèo xèo nha. Đã ghê không?
tiếp nè. Ồ, nó chín vàng đều hết luôn rồi nè các bạn ơi. Đã ghê chưa? Có điều nó hơi dính dính một xíu nha. Rồi bây giờ mình sẽ chở vàng, chở đều cho nó chín hết. Trong khoảng thời gian này thì mình sẽ chở luôn cái khoai lang. Không biết nó chín chưa nữa, nhưng mà chắc là mình sẽ để một xíu để cho nó chín đều luôn, tại cái củ này nó hơi to nha các bạn. Đã quá, ấm ghê. Ồ, mình nghĩ cái này là chắc là nó đã chín rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ gấp ra mình ăn thử nha. À, hồi nãy mình đem nguyên một trái luôn, nhưng mà mình chiên có mấy miếng thôi, tại vì nếu mà mình ăn không hết á bỏ uổng lắm. Nhiều đây là mình ăn đủ rồi đó. Cái món bí chiên giòn này sẽ ăn chung với lại nước tương ớt. Rồi, mình nghĩ là khoai lang nó đã chín rồi ha. Cái món bí mình đã dọn ra ngoài đây. Còn cái món khoai lang này mình sẽ gấp nó lên và mình đem ra đây mình ăn chung với lại món bí, với lại mình uống trà luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ ăn ha. Nãy giờ là mình đã chiên xong xuôi hết rồi, bây giờ mình chỉ ăn thôi. Để thử coi cái miếng bí chiên giòn. Cái này là mình ăn kèm với lại nước tương ớt nha các bạn. Nước tương với lại ớt chứ không phải là nước tương ớt. Đó. Cái bí nó rất là bùi, kèm theo là cái bột ở ngoài á, là nó giòn. Mình ăn giống như snack vậy á, khá là ngon. Ok, mình sẽ cho các bạn coi cận cảnh này ha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn tiếp một miếng nữa nha. Cái này nó khá là ngon đó, chấm vô. Ngon quá. Rồi thử uống miếng nước trà nha. Trà cà gai leo. Ui, quá tuyệt vời. Nó ngọt lắm nha các bạn, tại vì nó có thêm một số thảo mộc của ở bên thuốc bắc á. Lỡ ăn cái bông của nó luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái món khoai lang nướng này nha. Thử bẻ một củ ra coi thế nào. Trời ơi, đã quá trời đã luôn nè. Các bạn thấy nó vàng không? Siêu ngon luôn. Rồi. Nóng quá. Nè. Khói bốc ra quá trời luôn nè. Mình sẽ thử ăn một củ khoai lang. Khói bốc lên nè. Khoai lang nướng vừa chín tới á, cho nên nó ngọt lắm các bạn. Nóng quá. Uống một miếng nước nữa, miếng trà. Quá đã. Không biết là các bạn nào có thích ăn cái món khoai lang nướng không? Mình cực kỳ thích cái món này luôn nha. Nó rất là bình dị nhưng mà mình thấy nó rất là ngon. Rồi thôi, chắc là mình ăn vài miếng nữa mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Rồi chúc mọi người ngủ ngon nha. Mình sẽ ăn hết một miếng này đi rồi mình sẽ dọn dẹp và mình đi vào. Okay.